Về vấn đề bán hàng đa cấp thì cô cũng đã thấy có một vài bạn vào để mà thảo luận các vấn đề liên quan tới mô hình bán hàng đa cấp, đồng thời là bạn Khánh Khánh Nguyên ha, Nguyễn Thị Khánh Linh ha, thì cũng đã tạo ra một cái chủ đề khác để mà chúng ta cùng trao đổi, đó là một cái tình huống mà bán sản phẩm kém chất lượng đó. Thì các bạn cùng nhau vào vào thảo luận ha, và khuyến khích các bạn tạo thêm nhiều những cái chủ đề khác nữa để mà chúng ta cùng thảo luận ở trên đó. Tất cả những cái vấn đề liên quan tới hoạt động bán hàng, quản trị quan hệ khách hàng vân vân mà các bạn có được, mà các bạn thắc mắc hay là các bạn tìm thấy ở đâu đó hay hay thì các bạn đều có thể đưa lên để mà cả lớp chúng ta vào cùng thảo luận. Các khóa học trước đây đó thì cái diễn đàn nó cũng không có phải là bắt buộc, tuy nhiên là hôm trước cô cũng có nói là đối với môn học này thì trên phòng người ta bắt buộc là sinh viên phải tham gia thảo luận ở cái diễn đàn, cho nên là các bạn cố gắng tham gia nó đầy đủ hơn để mà không có bị sau này khi mà làm bài kiểm tra đó, một cái bài kiểm tra tạo các cái ràng buộc đó, thì lúc đó thì có thể là các bạn chưa có tham gia thảo luận thì sẽ không có truy cập vào để làm bài kiểm tra được. Điều thứ hai nữa là các bạn thấy là ở phía trên cái diễn đàn nó có một cái thông báo á, announcement á, cô sẽ đổi tên nó lại hơn là thông báo ha, thông báo ha, thông báo chung. Thì các bạn sẽ vào cái mục mà các cái thông báo chung này đó, thì cô đã gửi lên trên này cái danh sách nhóm cho các bạn rồi. Cô đã phân nhóm ngẫu nhiên dựa trên cái phần phân nhóm của phân nhóm tự động của cái phần LMS đó. Thì hiện tại cô đã phân là 10 nhóm ha. Tại vì lớp của chúng ta là đang có 52 bạn, cho nên là có hai nhóm là 6 bạn, đó là nhóm 1 và nhóm 2, thì các bạn vào xem thử là mình ở nhóm nào. Đồng thời như hôm trước mà cô nói với các bạn đó là mỗi nhóm bây giờ đã có danh sách nhóm rồi, thì mỗi nhóm như vậy thì các bạn sẽ một người nào đó đứng ra liên hệ với các thành viên ở trong nhóm, hoặc là nếu như mà các bạn không có số điện thoại của nhau đó, thì cuối cái giờ học đó, thì khi mà cô thoát khỏi cái phòng rồi đó, thì các bạn có thể ở lại một tí xíu ở trong lớp học ha, để mà các bạn tìm xem thử là ai ở nhóm của mình, hoặc là trong giờ học cũng được, các bạn có thể là gõ lên cái ô trò chuyện để tìm tìm đồng bọn của mình xem ở đâu, để các bạn lấy số điện thoại hay như thế nào đó để mà chúng ta có thể tập hợp được nhóm lại. Các bạn tạo group Zalo để mà liên hệ với nhau trong nhóm. Đồng thời là hôm bữa cô cũng có nói là các bạn sẽ kiểm tra xem các thành viên đó có đi học hay không, tại vì có nhiều bạn là đăng ký nhưng mà không học chẳng hạn. Đồng thời là các bạn cũng sẽ tương tác nó, cái tần suất nó cao hơn ở trong cái giai đoạn đầu này, để xem thử là lập một số các thành viên trong nhóm, nếu bạn nào mà thấy không tham gia thì các bạn có thể gọi điện trực tiếp hỏi là có tham gia vào nhóm hay không, để mà các bạn thống kê lại dùm cho cô có những nhóm nào mà ít thành viên quá, ví dụ như còn lại có 2 thành viên thôi chẳng hạn, thì cái khối lượng công việc sau này mà đổ lên các bạn nó sẽ lớn, các bạn có thể không có đảm nhiệm hết được đó. Thì những cái nhóm đặc biệt như vậy thì cô sẽ tiến hành ghép nhóm lại cho các bạn, ghép nhóm lại cho các bạn để các bạn làm việc có hiệu quả hơn. Thì chúng ta sẽ có thời gian là từ nay cho tới các bạn sẽ có 1 tuần để làm cái điều đó nha. Thì chậm nhất tuần tới thì chúng ta sẽ gặp nhau 2 buổi nữa, là buổi thứ hai và buổi thứ tư, thì chậm nhất là buổi chiều ngày thứ tư tuần sau, là cách 1 tuần đó, thì các nhóm sẽ báo cáo lại với cô nếu như có vấn đề cần ghép nhóm hoặc là có trục trặc gì đó trong cái quá trình liên hệ và với các thành viên ở trong nhóm để mà cô có thể điều chỉnh cho các bạn. Đó là vấn đề về nhóm ha. Thì các bạn sẽ vào trong cái phần thông báo chung đó, các bạn sẽ thấy được là danh sách thành viên của 10 nhóm, xem thử mình ở nhóm nào ha, và liên hệ với nhóm của mình.
Rồi, đến thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục vào cái nội dung lý thuyết của chương 1. Định nghĩa về về bán hàng. Khái niệm về bán hàng. Thế thì thật ra khi nói về bán hàng thì các bạn cũng thấy ngày hôm qua chúng ta cũng có cùng nhau phân tích cũng như chỉ rõ một lần nữa định vị lại xem thử là bán hàng trực tiếp thì nó nằm ở đâu, ở trong cái hoạt động marketing của một doanh nghiệp, phòng bán hàng thì nó nằm ở đâu, ở trong doanh nghiệp nó nằm ở bộ phận nào và nó đảm nhiệm trách nhiệm nào, đúng không ạ? Vậy thì bán hàng đó chính là cái hoạt động mà lo cái đầu ra của doanh nghiệp tức trực tiếp và một cách thẳng thừng nhất, và gọi là cái giai đoạn cuối cùng trong cái vấn đề về luân chuyển hàng hóa, và đảm nhiệm cái trách nhiệm là giao tiếp tiếp xúc cũng như là thực hiện các cái hoạt động để mà cái giao dịch mua bán nó diễn ra. Do đó khi nói tới cái khái niệm về bán hàng thì có rất nhiều các cái khái niệm khác nhau và những cái suy nghĩ, những cái quan điểm khác nhau. Ví dụ như bây giờ các bạn có thể dừng lại một vài giây để các bạn định hình xem theo các bạn thì các bạn hiểu gọi là bán hàng là gì, đúng không? Bán hàng là gì? Và một câu hỏi nữa muốn đặt ra cho chúng ta trước khi chúng ta đi vào cái khái niệm này, đó là theo các bạn thì người bán hàng sẽ làm cái công việc gì? À, người bán hàng sẽ làm công việc gì? Các bạn có thể là giơ tay phát biểu, để các bạn có thể mở mic ra để mà các bạn phát biểu, hoặc là các bạn có thể gõ vào trong cái ô trò chuyện xem thử là theo cái suy nghĩ của các bạn á, nếu như các bạn bảo là bây giờ mình học xong mình ra trường mà mình đi làm nhân viên bán hàng á thì mình sẽ phải làm những công việc gì? Cụ thể là cái nghiệp vụ của các bạn nghĩ là các bạn sẽ làm cái gì? Hoặc là sau khi ra trường gặp lại một người bạn cũ của mình và người bạn đó hỏi là hôm nay làm ở đâu vậy? Tôi kêu tôi làm nhân viên bán hàng cho công ty ABC rồi đó. Thì các bạn hình dung là các bạn đó đang làm công việc gì cho cái công ty đó? Cụ thể là làm cái gì? Theo các bạn nghĩ. Nếu như không có ai phát biểu thì cô sẽ gọi ngẫu nhiên một số những bạn nào đó ha, để mà rồi rồi mời Trần Thu Thủy nè. Dạ thưa cô, là theo em nghĩ công việc của nhân viên bán hàng là họ phải chịu trách nhiệm và bảo quản cái sản phẩm hàng hóa đó, trưng bày và sắp xếp hàng hóa, rồi tư vấn và bán hàng cho khách. Rồi. Cảm ơn câu trả lời của Thủy ha. Chúng ta có một vài câu trả lời nữa này. Tùng thì cũng có cái ý kiến giống như là Thủy nè, tức là chúng ta sẽ trưng bày, sắp xếp hàng hóa, tư vấn bán hàng, rồi người ta tới người ta mua hàng có cái thắc mắc, có cái khiếu nại hay là câu hỏi gì đó thì mình sẽ trả lời cho họ về những cái sản phẩm đó. Theo Yến Nhi thì đó là quá trình mà người bán tìm hiểu, khám phá, gợi tạo và đáp ứng cái nhu cầu của người mua để mà cả hai bên cùng nhận được cái quyền lợi. Tương tự như vậy thì Hữu Sang cũng có câu trả lời giống như là Yến Nhi ha. Và một cái câu trả lời gọi là rất là ngắn gọn và đi thẳng vào cái mục tiêu cuối cùng, đúng không? Của Hoàng Phúc, đó là thuyết phục khách hàng mua sản phẩm của doanh nghiệp mình. Làm thế nào để mà họ chịu bỏ tiền ra để mà họ họ mua sản phẩm, mang lại lợi ích hai bên, kiểm tra hàng hóa rồi nhập hàng hóa mới, vân vân. Rồi có ai có ý kiến gì nữa không ạ? Thì các bạn thấy là tất cả cái câu trả lời của các bạn nãy giờ đó tất cả đều đúng hả cả, đúng không ạ? Tất cả đều đúng, tức là ở cái vị trí khi mà các bạn hình dung ra bạn mình đang làm
công việc bán hàng cho một cái công ty nào đó, thì các bạn cũng có thể hình dung giống như Thủy trả lời, giống như là Tùng trả lời, tức là các bạn hình dung ra bạn đó, à hình như là bạn này đang bán hàng ở tại một cái showroom hoặc là một cái cửa hàng nào đó, đúng không? À, một cái đại lý nào đó ở ở trên thị trường, ở trên một cái tuyến đường, một cái con đường nào đó có một cái cửa hàng và người bạn của mình đang đứng bán hàng ở trong đó. À, vậy thì rõ ràng đúng là nếu như các bạn bán hàng ở cửa hàng như vậy thì mình sẽ đảm nhiệm tất cả những công việc liên quan mà mình phải quản lý trong đó. Thông thường là mình sẽ phải xem thử là hàng hóa, xếp đặt hàng hóa lên kệ trưng bày xanh cho nó đẹp, kiểm kê số lượng hàng hóa mỗi ngày, rồi là đó là vấn đề về hàng hóa đúng không ạ? Rồi ví dụ như là có hàng chuyển tới thì mình cũng là phải là cái người mình kiểm hàng, nhập hàng, rồi xuất hàng, ghi lại các cái con số, những cái số liệu về hàng hóa ở trong kho và xếp đặt nó lên kệ, bảo vệ nó đúng không, bảo quản nó, rồi làm bụi bặm gì đó phải lau bụi cho nó nữa. Rồi khi có khách hàng tới thì chúng ta sẽ phải tư vấn bán hàng, rồi là trả lời các câu hỏi của khách hàng. Trong quá trình đó thì phải thuyết phục khách hàng để mà họ mua cái sản phẩm của mình, đúng không ạ? Còn nói về một cái cách hiểu về bán hàng á, thì như là Yến Nhi và Hữu Sang có nói ở đây, đó là gì? Trên mặt lý thuyết thì bán hàng đó là chính là cái quá trình mà chúng ta phải hiểu xem khách hàng cần cái gì, đúng không ạ? Ví dụ như một người vô cửa hàng, họ vừa mới bu vô cửa hàng của mình, à mình cha chị, trời cha chị tới cửa hàng của em ngày hôm nay, chị bên em có cái món này hay, a này hay lắm, chị bên em có món b, món c, món d này hay lắm, lôi 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 ra mình nói tung tóe hết cả lên, xong rồi à, chị cảm ơn thôi chị đi cái đã, không có thứ chị cần. Đúng không ạ? Rất nhiều người đi bán hàng không có kinh nghiệm thường là như vậy, tức là cái này thì nó sẽ liên quan tới cái chương bán hàng trực tiếp, kỹ năng bán hàng trực tiếp của chúng ta. Tuy nhiên là ở đây chúng ta cũng nói ra để mà chúng ta thấy được là ở trong quá trình bán hàng đó thì chúng ta cần phải tìm hiểu được cái nhu cầu khách hàng. Mặc dù mình bán rất nhiều thứ đúng không ạ? Thậm chí là cái thứ khách hàng tìm nó không có trong cửa hàng của mình luôn á. Nhưng mà cuối cùng mình vẫn bán được hàng thì sao? Đúng không? Mình phải hiểu xem thử là họ cần giải quyết cái vấn đề gì, và chúng ta có cái giải pháp nào để hỗ trợ cho họ giải quyết được cái vấn đề đó hay không. Đó là cái cách hay là cái quan điểm bán hàng ở hiện đại, ở theo theo cái lối hiện đại. Còn cái lối mà cái lối gọi là bán hàng truyền thống á, tức là đơn giản là gì, làm thế nào đó để mà nhét được cái cục hàng này vô tay khách hàng, xong rồi lôi được cái cục tiền ở trong túi của họ ra, bỏ vô trong túi của mình, thế là xong, đúng không ạ? Đơn giản vô cùng. Làm thế nào đó để có được đơn hàng, làm thế nào để trao đổi được cái sản phẩm của mình cho họ lấy tiền lại, đúng chưa? Như vậy thì chúng ta cũng thấy được rằng thông qua câu trả lời của các bạn và cái sự phân tích nhanh chóng của cô tổng hợp các cái câu trả lời lại, thì các bạn sẽ hình dung sơ sơ ra được là thế thì bán hàng là tổng hợp giữa cái việc là tất nhiên là phải chốt được deal đúng không? Chứ mà mình bán hàng mình cứ phải là tìm hiểu nhu cầu khách hàng, xong rồi là hiểu khách hàng, hiểu nhu cầu vân vân, xong tới đoạn đó ngưng cũng được. Quan trọng là phải bán được hàng. Nhưng bán được hàng thì phải mang lại cái mối quan hệ lâu dài, tức là anh mua được cái sản phẩm này, mặc dù tôi cũng lấy được tiền của anh cũng lấy hàng của tôi đó, nhưng mà anh về anh phải xài được, anh phải đáp ứng được cái nhu cầu thực tế của anh ở nhà đó, thì sau đó anh mới tới tôi anh mua nữa. Chứ không thôi là các bạn dụ người ta bán cho người ta cái cục gì đó, xong người ta về người ta thấy trời ơi làm có điều gì đâu, không sử dụng được, rồi bữa sau không thèm tới chỗ đó mua được, một chỗ đó lừa đảo, không có mối quan hệ lâu dài, đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta thấy nếu như đứng ở trên cái vấn đề là khái niệm về bán hàng, đúng không ạ? Khái niệm về bán hàng này thì bán hàng rất nhiều các cái quan điểm người ta suy nghĩ khác nhau, ví dụ như là bán hàng là một cái phương tiện kiếm sống, hay là bán hàng miễn sao là mình có được đơn hàng, tức là mình bán được hàng hóa, mình làm cho cái giao dịch mua bán được diễn ra, mình đưa cho khách hàng một cái món nào đó có giá trị về mặt sử dụng, đáp ứng được nhu cầu của họ, mình lấy lại được tiền về cho doanh nghiệp, vân vân. Tuy nhiên theo James Michael Comer thì bán hàng
là cái hoạt động trong đó người bán hàng tìm hiểu nè, khám phá, đáp ứng những nhu cầu hay ước muốn của khách hàng bằng cái gì? Bằng hàng hóa dịch vụ của mình. Trong cái quá trình đó thì cố gắng làm thế nào đó để đảm bảo được quyền lợi thỏa đáng lâu dài của hai bên mua và bán. Và để đảm bảo được cái quyền lợi thì khách hàng là họ bỏ tiền ra để làm gì ạ? Khách hàng họ bỏ tiền ra để mà họ thỏa mãn cái nhu cầu của mình, họ giải quyết được một cái vấn đề. À bây giờ các bạn bị nhức đầu quá, bây giờ các bạn đi mua thuốc thì cái viên thuốc đó nó phải giải quyết được vấn đề nhức đầu của các bạn. Uống viên thuốc đó vô cảm thấy không nhức đầu nữa, cảm thấy mình khỏe hơn. Đúng không ạ? À, vì vậy thì khi mà để đảm bảo được cái quyền lợi thỏa đáng thì chúng ta phải là cái người mà hiểu rõ về nhu cầu khách hàng, hiểu cái vấn đề, cái nguồn gốc của họ, họ đang gặp phải là cái gì. Đúng không ạ? Cái này thì nó hơi hơi thiên về bác sĩ một chút xíu đúng không ạ? Tuy nhiên là các bạn thấy là đau đầu, nhưng mà vì cái gì mà đau đầu? Đúng không ạ? Để giải quyết được cái vấn đề của họ. Ở trong bán hàng cũng vậy, hiện nay bán hàng không phải là giải quyết cái vấn đề tức thời của khách hàng, mà mình phải giải quyết được và thực sự quan tâm, gọi là người bán hàng có tâm đó các bạn ha, thực sự quan tâm và biết được là bây giờ mình nên giúp đỡ khách hàng như thế nào. À, chúng ta dùng cái từ giúp đỡ khách hàng. Trong cái quá trình giúp đỡ khách hàng đó, khách hàng thấy được rằng là cái vấn đề của mình đúng là được giải quyết rồi, và giải quyết đúng cái vấn đề và sâu xa nguồn gốc của cái vấn đề đó, thì họ sẽ thỏa mãn nhiều hơn khi các bạn học ở trong marketing rồi, đúng không ạ? Cái mức độ thỏa mãn của khách hàng nó sẽ được đo lường bằng cái gì ạ? Cái kỳ vọng của họ và cái vấn đề của họ, giải quyết được cái vấn đề, những cái vấn đề là nằm ở bên này này, rồi cái khả năng giải quyết được cái vấn đề đó là ở cái sản phẩm của mình. Vậy thì khi mà hai cái này nó cân bằng nhau thì họ đang ở mức độ thỏa mãn. Nhưng mà nếu như chúng ta nâng lên được một tí xíu nữa bên cái khả năng giải quyết nhu cầu từ cái sản phẩm dịch vụ của chúng ta đối với khách hàng, thì cái mức độ thỏa mãn của họ còn cao hơn nữa. Cái đó chính là cái lợi thế của doanh nghiệp, và chính cái đó sẽ giữ khách hàng lâu dài ở bên mình. Bởi vì bây giờ các bạn thấy là không phải là một sản phẩm chỉ có một mình bán nữa, đúng không ạ? Các bạn đi mua, các bạn đang là người mua hàng và đang là người rất là rành trong việc mua hàng, đúng không? Khi các bạn cần mua một cái sản phẩm gì đó, các bạn thấy là thượng vàng hạ cám rất nhiều nơi để các bạn chọn lựa, chứ không phải là các bạn chỉ có một để mà chọn lựa đâu ha. Cho nên là cạnh tranh rất là nhiều. Vì vậy thì các cái doanh nghiệp để mà duy trì được mối quan hệ với khách hàng lâu dài, để mình kiếm chắc chút đỉnh nữa, thì rõ ràng là mình phải nâng cái mức độ thỏa mãn này lên cao hơn so với đối thủ cạnh tranh. Đó, đó là cái khái niệm về bán hàng. Rồi bây giờ chúng ta quay lại xem thử là vậy thì cái người bạn của chúng ta nói là tôi làm nhân viên bán hàng, thì theo cái cách hiểu của Thủy nè, theo cái cách hiểu của Tùng nè, thì đó là một loại nhân viên bán hàng. À, tức là mình hiểu là người bạn của mình đang bán ở một cửa hàng. À, nhưng mà các bạn thấy là giả sử như một cái người nào nó bảo là em đang làm nhân viên bán hàng cho công ty Unilever hoặc công ty P&G tại thị trường thành phố Đà Lạt, thì công việc của họ không phải là như vậy nữa rồi, đúng không? Không phải là đứng ở cửa hàng rồi xếp đặt hàng hóa rồi là kiểm hàng trong kho rồi tiếp khách hàng, tìm hiểu nhu cầu của họ xong rồi bán hàng cho họ, không phải là như vậy nữa. Mà cái loại nhân viên bán hàng này gọi là nhân viên sale trên thị trường cho các cái doanh nghiệp đó, họ thường là không bán hàng cho người tiêu dùng cuối cùng, mà là họ bán hàng cho nhà phân phối, hoặc là bán hàng, chịu trách nhiệm bán hàng cho những khách hàng của công ty mình trên khu vực địa lý mà mình được phân công. Ví dụ như là các bạn thấy có những nhân viên bán hàng chạy vòng vòng chào hàng ở các cái quán tạp hóa đó, đó chính là nhân viên sale đó các bạn. À, nhân viên sale thì họ sẽ làm công việc gì? Đúng không ạ? Họ nhận cái nhiệm vụ, những cái task công việc ở người quản lý bán hàng của mình từ supervisor ha, đồng thời là cũng phải hiểu xem thử là mình bán hàng cho nhà phân phối nào, chỉ tiêu của nhà phân phối đặt ra là gì. À, rồi là khi nhận được những cái chỉ tiêu đó rồi thì chúng ta tiến hành đi bán hàng ở trên thị trường. Đi bán hàng ở trên thị trường nha các bạn, chứ không phải là đứng tại cửa hàng nữa. À,
Tức là các bạn phải chạy vòng vòng ở những cái điểm outlet, những cái điểm quán tạp hóa này, những cái đại lý này, ở những cái cửa hàng có kinh doanh sản phẩm của mình ở trong vùng, để mà mình chào hàng cho khách hàng, mời khách hàng lấy cái sản phẩm của mình bán tại cửa hàng, và người người tiêu dùng cuối cùng sẽ tới cái cửa hàng nó mua hàng. À vậy thì cái công việc của họ bây giờ không có phải là đứng bán trực tiếp nữa, mà mình phải đi tìm khách hàng và thuyết phục khách hàng mua hàng ở cái góc độ là khách hàng đó cũng là gì các bạn, là đối tác của mình chứ không phải là người tiêu dùng cuối cùng. Vì công việc ở đây là khác rồi, mình phải chạy rất là nhiều ở trên thị trường, đúng không? Phải có phương tiện đi lại, ví dụ như là phải có xe máy này, rồi các bạn phải đi chào hàng. Chào hàng khó không ạ? Rất là khó khăn đó các bạn, tại vì cạnh tranh. Ví dụ bây giờ các bạn bán hàng cho Vinamilk, thì ở các cái cửa hàng tạp hóa đó người ta sẽ bán cả Vinamilk, cả cô gái Hà Lan, Đà Lạt Milk, rồi sữa Ba Vì, rồi vân vân vân, tất cả các loại sữa khác nhau từ các công ty khác nhau. Đúng không? Thuyết phục người người ta lấy hàng của mình rồi đưa hàng đến, đúng không ạ? Có thể có những công ty người ta quy định là những người nhân viên bán hàng đó là những người giao hàng luôn. Tuy nhiên có những công ty khác người ta quy định là gì? Người nhân viên bán hàng trên thị trường đó chỉ đi tiếp nhận đơn hàng thôi, tức là đi tới thuyết phục những cái điểm outlet đó lấy hàng, đem cái đơn hàng về lại cho nhà phân phối, và nhà phân phối sẽ dựa trên đơn hàng đó đi đưa hàng cho các cái điểm outlet đó, thì tùy vào chính sách của các công ty. À, tuy nhiên những cái công việc mà người nhân viên bán hàng phải làm ở trên thị trường tại các điểm outlet là như thế này. Các bạn vào để mà chào hàng, à, thì các bạn biết là ở những cái điểm outlet, hay nói một cách dễ hiểu là những cái điểm bán lẻ, thì người ta bán vô số các cái mặt hàng khác nhau, và cái cửa hàng của họ để lung tung các thứ hết. Vậy thì hàng công ty để ở đâu họ cũng chẳng quan tâm mấy đâu. Tại vì sao? Các bạn nhập nhập hàng về đó, xong rồi hàng hư hàng đổi được mà. Ví dụ như những cái gói gói bánh mì, hay những đơn giản những cái gói snack mà các bạn hay mua ăn vặt, à, nó bị xì, nó bị bung ra, thì những cái cửa hàng tạp hóa họ không có chịu trách nhiệm với cái việc đó, mà họ dồn hết vô một bao, xong rồi nhân viên bán hàng tới: em ơi, hàng của em bị xì rồi, bây giờ đổi cho chị. À, cho nên là cái vấn đề mà hỗ trợ trong cái việc mà bảo quản và trưng bày hàng hóa tại các điểm outlet, thì những nhân viên bán hàng, những nhân viên sale trên thị trường này họ cũng phải kiểm tra kiểm soát. Rồi các bạn thấy là ví dụ như là các bạn thấy là ở một số những cái điểm bán lẻ họ có các cái vật dụng về trưng bày sản phẩm, ví dụ như dầu gội đầu họ treo lên từng cái dây phía trước này, hoặc là những cái gói snack, những cái gói gì đó người ta trưng bày trên trên kệ, hoặc là treo lên những cái móc vân vân. À, thì cái người nhân viên sale đó người ta cũng phải thực hiện cái nhiệm vụ đó, bởi vì người ta bán lẻ các bạn, người ta nhiều hàng hóa và người ta cũng chẳng có quan tâm tới cái việc trưng bày đó và kiểm tra hàng hóa của mình, thậm chí hàng còn không người ta cũng cũng không biết luôn, người ta không để ý nữa. Cho nên là nhiệm vụ là mình phải vào, mình phải kiểm tra lại cái chất lượng hàng hóa, số lượng hàng hóa của mình tại các điểm outlet. Rồi sau khi kiểm tra thống kê rồi, mình thậm chí là vệ sinh hàng hóa tại các điểm outlet, ví dụ họ để bụi bặm quá thì mình cũng phải lau bớt đi, tại vì họ không có thời gian họ làm cái điều đó, mà khách hàng lẻ vô thấy trời cái sản phẩm gì nhìn nó bụi vậy, tức là phủ một cái lớp bụi, xe chạy ngang qua phủ một lớp bụi thôi, mặc dù hàng rất là mới đúng không? Nhưng mà các bạn thấy bụi đó, các bạn kêu trời, cái hàng cũ xì nhìn thấy ghê, do òm không mua mua của cái khác, đúng không? Ở cho nên là nó sẽ ảnh hưởng tới cái doanh số, thì các bạn sẽ phải làm những cái vấn đề đó. Rồi sau đó thì sẽ yêu cầu đơn hàng. À, ví dụ như: chị ơi, chị em thấy là hàng của mình gần hết, em thấy còn có một thùng mà chị lấy thêm em nha. À, lấy thêm mà 2 3 thùng gì đó đi. À, bên em đang có chương trình khuyến mãi, nếu như lấy 5 thùng á thì sẽ được chiết khấu 10% tặng thêm một một lốc gì đó. À, mình đang làm gì ở thuyết phục người ta lấy thêm hàng, nhập thêm hàng cho mình. Rồi luân chuyển hàng hóa giữa các điểm bán. Cô lấy ví dụ như là ở tại một cái điểm bán chậm. À, thậm chí là ví dụ như là hàng thì là các bạn đưa vào, ví dụ các cái thùng những cái hộp thì các bạn chất từ dưới đất chất lên, đúng không ạ? Và cái người bán lẻ đó thì họ không bao giờ mà họ lôi cái thùng ở dưới ra họ bán trước, cứ họ cứ tiện tay là gì, họ cứ bóc họ bán, bóc họ bán, vậy thì vô tình là những cái lớp phía dưới nó sẽ quá hạn sử dụng. Thì cái nhân viên bán hàng cũng phải để ý tới cái việc luân chuyển hàng hóa tại một điểm bán, tức là đơn giản là các bạn làm động tác, các bạn nhấc cái thùng phía dưới, các bạn đẩy lên phía trên để cho người ta lấy, người ta bán cho nó nhanh, để tránh bị khách hàng, hoặc là luân chuyển hàng hóa giữa các điểm bán khác nhau để tránh cái trường hợp là thu hồi hàng
khi mà hàng hết hạn về. À, ví dụ như tại cái điểm bán chậm thì hàng sắp hết hạn rồi, còn một tháng nữa hết hạn thôi. Nhưng mà những cái điểm bán nhanh đó thì không có trường hợp đó xảy ra, tại vì họ bán rất là chạy. Thì chúng ta sẽ luân chuyển từ cái điểm bán chậm qua cái điểm bán nhanh những cái lô hàng đó, rồi chúng ta đưa hàng mới lại cho cái điểm bán chậm. À, vậy thì những cái công việc đó là những cái công việc của nhân viên sale ở trên thị trường. À, thì các bạn thấy là công việc sale ở đây và khi học chỉ có cái chương là kỹ năng bán hàng trực tiếp thì chúng ta sẽ học và sẽ tiếp cận ở cái góc độ là cái nghiệp vụ dành cho nhân viên bán hàng trực tiếp tại các điểm bán, tức là nhân viên bán hàng tại các điểm bán lẻ. Còn một cái lực lượng bán hàng khác là nhân viên sale, nhưng mà sale trên thị trường, tức là họ không bán trực tiếp tại các điểm bán lẻ mà họ bán hàng cho các điểm bán lẻ đó, thì những cái nhiệm vụ của họ là khác nữa. Và khi chúng ta học về quản trị lực lượng bán hàng á, thì chúng ta sẽ học cái cách làm thế nào để quản lý ai ạ, quản lý cái nhóm lực lượng bán hàng ở trên thị trường đó. Chứ còn thật ra khi mà các bạn quản lý nhân viên bán hàng tại các điểm bán thì nó dễ rồi. Các bạn sẽ giao một cái task công việc cho họ. À, đầu ngày là 8 giờ em phải tới cửa hàng giùm chị nha. Tới cửa hàng em phải làm gì? Lúc nào cửa hàng cũng phải sạch sẽ, đừng có để bụi, đừng có để đồ, đừng có để rác ở dưới sàn, là em phải quét sàn giùm chị, lau sàn tại cửa hàng. À, sau đó là lau kính, lau kệ, lau bụi gì đó, rồi kiểm tra hàng hóa, sắp xếp hàng hóa lên trên kệ, khi có khách hàng vào thì chào hàng, vân vân. Tới cuối ngày thì em tổng kết lại cho chị ngày đó bán được bao nhiêu hàng, kiểm tra số lượng hàng khớp hay không, gửi báo cáo về, vân vân. Đúng rồi, chỉ đơn giản là quản lý nhân viên tại cái cửa hàng thôi. Còn các bạn thấy là nhân viên sale trên thị trường thì họ phải chạy các cái chương trình khuyến mãi, rồi giới thiệu những cái sản phẩm mới. À, có những cái giai đoạn thì giai đoạn phát triển thị trường, khi chúng ta mới đưa cái sản phẩm mới ra thì người ta còn phải đi phát triển thị trường, tức là tìm những cái điểm bán mới, tìm những khách hàng mới, thực hiện những cái dịch vụ, ví dụ dịch vụ trưng bày tại các cái điểm bán mới, hoặc là dịch vụ trưng bày khi mà chúng ta tung ra một cái sản phẩm mới trên thị trường tại các điểm outlet. Ví dụ như bây giờ các bạn, công ty của các bạn mới đưa ra một cái sản phẩm gì đó mới tung ra thị trường thì chạy song song với chương trình quảng cáo, đúng không, trên TV, thì ở tại các điểm bán cũng phải tăng cái độ nhận biết cho khách hàng tại các điểm outlet. Thì chúng ta sẽ thấy có những cái kệ để đằng trước, hoặc là những cái vật phẩm, ví dụ như các bạn hay thấy là gì, đi ngang qua những cái điểm bán tạp hóa, người ta hay dựng những cái mô hình cây kem của kem Celano hoặc là gì gì đó, dựng cái mô hình lên. Thì khi mà có một cái sản phẩm mới ra, người ta cũng dựng cái mô hình nó lên để mà thu hút cái sự chú ý của khách hàng chẳng hạn. Thì cái việc mà kiểm soát cái vấn đề về trưng bày đó thì do ai làm ạ? Nhân viên sale trên thị trường người ta cũng sẽ làm những cái điều đó luôn. Cho nên là thật ra thì đối với mỗi nhân loại nhân viên sale khác nhau thì họ sẽ có những cái trách nhiệm, những cái nhiệm vụ nó khác nhau. Đó cũng là lý do vì sao mà hôm bữa cô nói với các bạn là ở lý thuyết thì chúng ta chỉ học một cách căn bản như vậy thôi, nhưng ra thực tế tùy mỗi vị trí sale của các bạn, tùy mỗi cái sản phẩm, mỗi cái ngành của các bạn sale là cái gì, nó sẽ có những cái đặc thù khác nhau nữa, đúng không ạ? Vậy thì sơ khởi chúng ta điểm qua một tí xíu về cái công việc của nhân viên sale cũng như là cái khái niệm của nghề bán hàng nó là như vậy, được không ạ? Rồi thế thì tiếp theo nữa thì các bạn thấy là cái quan điểm về bán hàng này nè, nó cũng sẽ phát triển và có cái sự nhìn nhận khác nhau ở từng giai đoạn khác nhau trong cái quá trình phát triển của nó. Thì cái nghề bán hàng này đó, nó được công nhận, nó được công nhận khi mà có cái sự trao đổi về về hàng hóa, đúng không ạ? Cái việc trao đổi nó diễn ra thì người ta cũng xem nó là gọi là cái ông tổ, tức là cái thời nguyên thủy của cái hoạt động bán hàng, đó là vật đổi vật. Thì các bạn học trong kinh tế chính trị thì các bạn cũng đã thấy được là trong cái quá trình phát triển của con người thì người ta cũng đã ý thức được cái việc là trao đổi các cái vật phẩm, cái nhu yếu phẩm ở trong một cái cộng đồng với nhau để mà phục vụ tốt hơn cho cuộc sống của mình. Thì sau cái quá trình mà vật đổi vật này đó thì nó chuyển qua cái giai đoạn là tiền tệ hóa. Tiền tệ hóa tức là
không có trao đổi trực tiếp với nhau nữa. Cô có một cái lúa, cô không ra trao đổi một con cá với bạn nữa, mà thông qua một cái trung gian, một cái thứ trung gian về gọi là tiền tệ chung á, đúng không? Nó có thể là đồng xu, nó có thể là một cái vật phẩm gì đó. Thế thì các bạn học, các bạn có nhớ là đồng tiền nhẹ nhất là đồng tiền gì không ạ? Đồng tiền nhẹ nhất và đồng tiền nặng nhất trong lịch sử của tiền tệ là cái gì không ạ? Có nhiều bạn hôm bữa cô hỏi thì dạ, tiền nhẹ nhất là tiền polymer là hiện đại đúng không ạ? Thì cái đồng thì các bạn cũng đã học rồi trong những cái môn học về tiền tệ rồi đúng không? Thì cái đồng tiền mà nặng nhất đó là đá, và cái đồng tiền nhẹ nhất đó là gì ạ? Lông chim đúng không? Và tới bây giờ thì chủ yếu người ta sử dụng tiền 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 mặt, tiền giấy đúng không ạ? Và sắp tới nữa thì có thể là người ta không sử dụng tiền tiền mặt, tiền giấy nữa, mà người ta sử dụng gọi là tiền số, tức là đơn giản là các bạn chuyển khoản hoặc là các bạn thanh toán cà thẻ hoặc qua app gì đó, các bạn đâu có sử dụng tiền mặt đâu đúng không ạ? Cũng không không có cái sự giao dịch trao đổi trực tiếp trên trên cái vật phẩm là tiền, mà chúng ta giao dịch thông qua điện tử. Rồi sau cái giai đoạn tiền tệ hóa đó, thì nó bắt đầu được hình thành theo hai cái quan điểm, đó là quan điểm bán hàng truyền thống và quan điểm hiện đại. Thì quan điểm bán hàng truyền thống thì lúc nãy cô nói với các bạn đó là gì ạ? Là cái giai đoạn mà hàng hóa thiếu hụt ở trên thị trường rất là nhiều, và người cái giai đoạn mà gọi là trọng sản phẩm và trọng sản xuất đúng không ạ? Trọng bán hàng, đó là ba cái giai đoạn nó đi theo cái quan điểm bán hàng truyền thống, nó tương ứng với ba cái giai đoạn ở trong cái sự phát triển của quan điểm về marketing. Khi ở trên thị trường quá khan hiếm về hàng hóa đúng không ạ, vậy thì cái người tiêu dùng họ rất cần cái sản phẩm, và lúc này chỉ cần bán hàng là được. Rồi trường hợp trọng sản phẩm thì sao ạ? Người ta chú trọng tới những cái sản phẩm chất lượng và phục vụ tốt nhất cái nhu cầu của mình, có sẵn ở trên thị trường với mức giá thấp thì người ta sẽ chuộng. Và sau cái cuộc cách mạng công nghiệp nổ ra thì các nhà sản xuất người ta tiếp cận được với một cái khối lượng công nghệ rất là lớn, thay vì một ngày họ sản xuất được một sản phẩm thì bây giờ sản xuất tới tới 10 sản phẩm, thì cung lúc này trên thị trường nó lại lớn hơn cầu, nhưng nó vẫn ở trong cái giai đoạn là gì? Sản xuất sẵn ra rồi rồi mới bán. Cho nên là lúc này đây rất cần cái tính chuyên nghiệp, cái tính lão luyện đúng không ạ, cái tính gọi là lươn lẹo của lực lượng bán hàng để mà đi ra làm gì các bạn, thuyết phục khách hàng mua hàng. Bởi vì anh muốn sống anh phải bán được hàng, bởi vì tiền anh sản xuất ra hàng hết rồi, bây giờ anh sản xuất ra hết rồi mà anh không bán được có phải anh chết không, đúng không ạ? Thì đây chính là cái giai đoạn chuyển đổi từ cái quan điểm bán hàng truyền thống sang bán hàng hiện đại, nó cũng tương tự như marketing thôi các bạn. Hai cái quan điểm về bán hàng, về marketing nó đi song song với nhau. Thì trong cái giai đoạn mà bán hàng truyền thống, nó rất nhiều khách hàng họ không hài lòng, bởi vì họ mua phải cái sản phẩm mà họ không có thỏa mãn hết cái nhu cầu của họ, trong khi trên thị trường có rất nhiều các sản phẩm như vậy. Cái sự khắt khe và cái sự lựa chọn của khách hàng nó trở nên khó khăn, tức là họ đưa ra cái yêu cầu nó cao hơn, và họ bắt đầu ép giá lại, họ bắt đầu lựa chọn, họ bắt đầu khó chịu lại đối với các nhà sản xuất. Vậy thì những nhà sản xuất nào biết thích nghi, tức là chuyển đổi từ bán hàng truyền thống sang bán hàng hiện đại, tức là bây giờ từ từ hãng sản xuất, từ từ hãng bán, mình phải tìm hiểu xem khách hàng cần cái thứ gì cái đã đúng không ạ, rồi mình biết họ thích cái gì thì mình hẳn đưa cho họ đúng cái mà họ thích, thì đó chính là quan điểm bán hàng hiện đại. Vậy thì nhắc lại một lần nữa, đối với quan điểm bán hàng hiện đại, đó là cái tiến trình mà chúng ta xác định nhu cầu mong muốn khách hàng, giới thiệu đúng không, dịch vụ sản phẩm theo cách nào đó khuyến khích người mua, thúc đẩy đi tới quyết định mua hàng, tức là bây giờ mình không ép người ta mua nữa, giống như là cái trường hợp đi mua nhà của Zettler vậy đó đúng không, mình không ép người ta mua nữa, tức là mình không chủ động chốt deal mà mình đợi người ta chốt, nhưng chốt theo ý của mình đúng không ạ?
tức là mình cũng sử dụng những cái kỹ thuật, mình cũng sử dụng những cái đòn tâm lý tới cho khách hàng, nhưng nó một cách khoa học đúng không ạ? Và nó một cái cách là chúng ta dựa trên nhu cầu khách hàng để chi, để họ bị chúng ta dẫn đi tới cái quyết định là họ tự họ mua chứ mình không ép họ, đúng không? Và khi họ tự họ mua thì họ thấy được cái giá trị của cái sản phẩm và họ mua về, thì tất nhiên chúng ta sẽ cố gắng gì các bạn, không những bán được hàng mà còn phải lôi kéo khách hàng ở lại và giữ được khách hàng đó, khai thác cái khách hàng đó đúng không, lôi kéo và giữ là nó ở trong bán hàng, còn phải như các bạn khai thác được cái giá trị đời sống tiêu dùng của họ, mình phải lôi được tiền ở trong ví của họ ra định kỳ, lôi từ từ ra, đó chính là quản trị quan hệ khách hàng về phía sau này, sau khi chúng ta đã có được cái khách hàng đó rồi. À, đúng không ạ? Đó là theo cái quan điểm bán hàng hiện đại. À, thì các bạn biết là cái vấn đề, cái câu phía dưới cô ghi là bán hàng không những phải bán được hàng mà còn phải lôi kéo và giữ được khách hàng. Câu này rất quan trọng. Các doanh nghiệp cũng thấy quan trọng. Đúng không ạ? Nhưng có những cái doanh nghiệp bị chết về cái câu nói này nè các bạn. Đúng không ạ? Nếu như mà không khéo là cũng không kịp nhắc. Tại vì sao? Họ nghe cái lý thuyết này xong họ thấy quá đúng. Đúng không ạ? Đúng quá đi. Bởi vì sao? Chi phí mình tìm một khách hàng là 10 đồng, chi phí mình duy trì một khách hàng có 1 đồng, vậy thì mình bây giờ mình phải bỏ bỏ chi phí ra để mình duy trì nó, mình bỏ thêm chi phí 4 đồng đi chăng nữa thì là mình cũng chỉ có tốn 5 đồng mà vẫn giữ được khách hàng này thôi, mọi cách phải giữ được, không phải sai rồi. Mình giữ được họ bằng cách nào? Bằng cách phải tạo ra cái giá trị mà họ mong muốn, đúng không ạ? Và cái giá trị đó mang lại cái hữu ích cho doanh nghiệp. Bởi vì sao cô nói vậy? Các bạn đọc, các bạn lên, các bạn có thể search cái từ khóa là lúc nào thì giữ hoặc lúc nào thì buông khách hàng. Đúng không? Hay là mọi cách mình phải giữ khách hàng đó lại với mình. Và mình giữ thì giữ bằng cách nào? Nó phải có phương pháp, đúng không ạ? Nó phải có cái sự khoa học và hiểu khách hàng. Cô lấy ví dụ này. Ví dụ như các bạn biết là tình huống này đã xảy ra ở thị trường Việt Nam rồi. Ở tại các cái mạng viễn thông nó cung cấp cái gì các bạn ha? Mạng điện thoại di động nè, internet đó, Mobile Vina, Viettel, vân vân. Nha. Thì cô nhớ là cái giai đoạn mà lúc đó thì các bạn nhỏ xíu xíu ha, rất là nhỏ, hay là mới được sinh ra thôi. Cho nên là ở trong cái giai đoạn mà các bạn biết là các cái doanh nghiệp về cái mạng viễn thông này họ cạnh tranh nhau và họ cố gắng giữ khách hàng. Giữ khách hàng bằng cách nào? Giữ khách hàng bằng cách là gì? Họ thu hút họ thu hút cái và chiếm cái thị phần về phía mình, là ba cái nhà mạng đúng không ạ? Viettel, Vina và Mobile. Đó. Thì bây giờ có phải là các bạn thấy là bây giờ mình gọi là để mà có được nhiều khách hàng không? Thì mình phải thứ nhất là chiếm cái thị phần về phía mình đúng không ạ? Và mình phải làm cái gì nữa các bạn? Giữ được khách hàng, trong lý thuyết người ta nói là hãy cố gắng giữ khách hàng mà. Đúng không ạ? Mình phải giữ. Giữ chân. Giữ chân những khách hàng này. Vậy thì ở trong cái sản phẩm về ba nhà mạng này thì để mà chiếm được thị phần có nghĩa là bạn có được thị phần khi nào ạ? Khi mà bạn có được khách hàng mua cái sim. Mua cái đầu số của cái nhà mạng của mình, có phải là các bạn đã chiếm được thị phần không? Bây giờ gì ở thị trường là toàn bộ khách hàng sử dụng mạng điện thoại di động, còn thị phần, ví dụ thị phần của Viettel là sẽ đếm cái số lượng người sử dụng cái mạng Viettel đó. Vậy có phải là miễn có khách hàng mua sim là các bạn sẽ tính vào là các bạn có được cái thị phần không ạ? Như vậy thì ba cái nhà mạng nó tính theo kiểu này đây. Và cố gắng giữ được những người này, rất là cố gắng duy trì
và họ cố gắng duy trì cái thị phần này thì họ hiểu là họ đã duy trì được khách hàng. À, ví dụ như là có được khách hàng mua sim, bây giờ kiếm được là 30%. À, vậy thì phải duy trì 30% này, đúng không? Phải duy trì, đừng cho để, không để giảm. Vậy thì họ hiểu là họ có được cái sự sự gọi là có được cái giữ chân được khách hàng rồi đó. Theo các bạn, cái quan điểm này đúng hay sai? Đó là họ phân tích là gì? Bây giờ mình phải giữ khách hàng, đúng không? Có nghĩa là mình phải duy trì được cái thị phần của mình, không để giảm. Điều này có đúng không ạ? Các bạn thử suy nghĩ nha, thử xem điều này có đúng hay không, và tiếp tục cái câu chuyện nó diễn ra như thế này. Và cái thời điểm đó là các bạn biết là để mà đăng ký hoặc là mua sim nó không có phức tạp, nó không có khó như bây giờ. Các bạn phải đem cái chứng minh ra rồi các bạn đăng ký rồi vân vân này đó, là ở cái người ví dụ như những cái điểm bán sim đó, họ sẽ đăng ký hết một lượt luôn, họ mua cái sim đó về, sau đó các bạn mua về, thậm chí là các bạn không cần đăng ký cũng được, kích hoạt lên là xài thôi. Rồi ai mà muốn chính chủ của mình đó, để xài luôn cái số đó thì mới cầm giấy chứng minh nhân dân hoặc là sử dụng cái cú pháp nào đó để mà đăng ký cái số đó thuộc cái tên của mình. À, cho nên là lúc đó chưa kiểm soát chặt chẽ như bây giờ, và nó xảy ra cái trường hợp như thế này. Để mà thu hút khách hàng về phía của mình thì người ta dùng cái hình thức đó là khuyến mãi để mà thu hút ha, thì khuyến mại bằng cách nào? Mua sim thì được gọi là cái được cái gì các bạn, cái gọi là cái gói, cái số tiền có sẵn ở trong đó. Ví dụ như là các bạn mua một cái sim trị giá là 50.000 nè, cái sim này các bạn mua 50.000 nè, thì cái tài khoản là 100.000. Thì người ta sẽ dùng cách này để mà thu hút cái lượng khách hàng về phía mình. Ví dụ như là ông Viettel, ông khuyến mãi là gì? Sim 50.000 thì được tặng, thì tài khoản ở trong đó là 100.000. Sau đó mấy ông kia ông cạnh tranh sim là gì? À, ví dụ như là 40.000 thôi, tài khoản cũng được 100.000 rồi. Rồi ông nữa bán cái sim 50.000 nhưng mà tài khoản là 150.000. Đó, cứ như thế giành giật nhau. Đó là cái phương pháp giành giật đó các bạn, giành cái thị trường về. Thì nó sẽ xảy ra một cái trường hợp khách hàng, người ta cũng thông minh ghê lắm các bạn, người ta thấy là trời, cái thời điểm đó khi mà các bạn nạp cạc, nạp thẻ, điện thoại thì cao nhất là các bạn được khuyến mãi 100%. Tức là các bạn nạp vô 50.000 thì trong tài khoản của các bạn có bao nhiêu ạ? Trong tài khoản của các bạn sẽ có 100.000. Nhưng mà so với cái việc mà các bạn đi nạp khuyến mãi này, đúng không ạ? So với việc các bạn đi mua một cái sim này thì cái nào các bạn có lợi hơn? Đúng không? Rõ ràng các bạn đi mua một cái sim thì nó lợi hơn. Và đã vậy rồi, ba cái ông này ông còn dùng cái phương thức này để mà ông cạnh tranh với nhau để ông giành giật thị phần. Tức là ông này tăng lên, ông kia tăng lên, ông này tăng lên, ông kia tăng lên. Là cô nhớ có thời điểm là cô bỏ ra 25.000 để mua cái sim thôi, mà trong tài khoản có tới 125.000. Tức là nó gấp 5 lần cái số tiền mà tức là thành ra là khuyến mãi là gấp 5 lần khi mà các bạn nạp cạc, thì tội gì mà đi nạp cạc. Do đó là cái thời điểm đó người tiêu dùng họ sử dụng một cách là người ta mua thêm một cái điện thoại di động nữa, các bạn gọi là cái điện thoại cùi bắp á, cái điện thoại rẻ 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 mấy trăm nghìn hay gì đó thôi, và cái điện thoại đó dùng để gọi và cứ mua một cái sim về, xài hết cái số tiền trong cái sim đó, vứt cái sim đó đi, thời điểm đó mua lại cái sim khác, và nhà mạng nào khuyến mãi cao hơn thì mua của nhà mạng đó. Và các bạn biết là cô nhớ là cái thời điểm đó là cái chồng thẻ sim ấy, cái vỏ sim ở bên ngoài, sau khi mình ngắt cái sim ở trong ra rồi một xấp như thế này bằng nhựa các bạn,
nhìn đẹp đẹp đó, cô có một sấp như thế này mà cô sâu vào làm một cái chìa khóa, một cái móc chìa khóa xe rất là nhiều đó. Thì các bạn thấy là liệu như vậy mấy ông này ổng có thực hiện đúng cái việc là có được khách hàng và duy trì khách hàng không, đúng không ạ? Và liệu làm như vậy ổng có sống nổi không? À, chúng ta thấy là rất nhiều cái giai đoạn mà khi đưa ra một cái vấn đề gì đó người ta hiểu không rõ, người ta hiểu nhầm, đúng không ạ? Hoặc là người ta áp dụng một cách máy móc. Ví dụ như là bây giờ mình nói là giữ chân khách hàng, giữ, đúng không? Giữ nè, giữ khách hàng thì có nghĩa là mình giữ những khách hàng cũ, cái khách hàng đã có của mình rồi á. Còn cái chiếm vị thị phần này ổng đo, tức là ổng đánh đồng cái việc là giữ được khách hàng bằng cái việc là duy trì thị phần, đâu phải. Bây giờ 10 khách hàng mua đúng không ạ? Việc giữ được khách hàng có nghĩa là anh phải giữ được 10 cái thằng khách hàng này lại nè. Chứ không phải là 10 khách hàng này không mua nữa, 10 khách hàng khác tới mua thị phần không giảm. Nhưng mà các bạn đâu có giữ được khách hàng đâu. Đúng không? Không giữ được khách hàng mà là liên tục có khách hàng mới, chỉ là thị phần không giảm thôi. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là những khách hàng này họ đến với doanh nghiệp với mục đích là gì? Họ kiếm lợi thôi, đúng không? Họ kiếm lợi thôi chứ họ không trung thành. Và cái cách này là không phải là cách giữ, bởi vì họ không phải là sau đó sẽ mua lại sản phẩm của mình, mà họ đang tìm kiếm những cái giá trị phục vụ cho lợi ích của họ. À, và họ sử dụng một cái sim Vina, ví dụ Vina, người ta không bỏ cái số đó nhưng người ta không nạp cả, và người ta chỉ đi mua cái sim mới thôi. Và cái sim mới này có lợi rất là nhiều, và những ông nhà mạng ông đi thu tiền lẻ, ông thu một cái sim 25 ngàn, một cái sim 25 ngàn, một cái sim 25 ngàn. Nhưng mà các bạn thấy là gì? Cái tiền để mà mấy ông sống là cái tiền nạp cạc hàng tháng của các khách hàng, chứ không phải là cái tiền đi mua sim này mà ông sống được. Mà khi ông đưa ra cái chương trình này không ai mua cạc nữa cả, không ai nạp cạc nữa, đi mua sim tội gì mà nạp cạc, đúng không? Tại vì mua sim lợi hơn nhiều. Vậy thì thứ nhất đã không giữ được, giữ chân được khách hàng của mình rồi, nhầm lẫn về cái việc là duy trì khách hàng trung thành và cái việc là duy trì thị phần, đúng chưa? À, rồi thứ hai nữa đó là ổng làm cái cách này đó thì ổng không thể sống được, bởi vì ổng sẽ rơi vào cái bẫy cháy túi, bởi vì ổng không có lợi nhuận nhiều thông qua cái việc bán cái thẻ này, mà chỉ có người tiêu dùng mới có lợi thôi. Đó. Như vậy thì lúc này câu hỏi đặt ra là nên nên giữ hay là nên buông những cái khách hàng này ra các bạn? Những cái khách hàng mà đi mua sim khuyến mãi này, nên giữ hay nên buông ạ? À? Rõ ràng nếu như chúng ta giữ thì chúng ta phải tiếp tục bán sim và tiếp tục khuyến mãi. Vậy thì có phải là chúng ta càng ngày càng lỗ không ạ? À? À, vậy thì đây không phải là đối tượng khách hàng phải giữ. Vậy thì chúng ở trong kinh doanh, khi chúng ta nói giữ chân khách hàng thì chúng ta phải xác định được là ai là loại chúng ta phải giữ. Giữ ai? Đúng không ạ? Giữ là giữ những cái người khách hàng người ta đã sử dụng cái mạng điện thoại của mình rồi và họ trung thành với mình. Và hãy cố gắng giữ và khai thác họ nhiều hơn nữa. À, ví dụ như thay vì chơi như vậy đó thì mình phải lập cái danh sách khách hàng ra, những khách hàng nào là khách hàng ở, ví dụ như là mình chia là khách hàng vàng, khách hàng bạc, khách hàng đồng gì đó. Ví dụ như những cái khách hàng mà sử dụng một số điện thoại mà khoảng cỡ từ 3 năm trở lên rồi thì rất ít khi mà họ đổi số điện thoại lắm, bởi vì liên quan tới rất là nhiều các vấn đề về liên lạc gia đình, người quen, công việc vân vân. Cho nên là nhiều lúc xài một cái số điện thoại đúng không, mặc dù là mạng lắc lắc rồi là tính tiền thì mắc rồi như thế này như thế kia, nhưng mà bây giờ thôi giờ đổi số điện thoại qua nhà mạng khác đi, bất cập vô cùng, đúng không ạ? Thậm chí là cô chấp nhận là gì, bây giờ cô đổi số điện thoại với cô gọi cho từng bạn, cô nói là cô chăm này, cô đổi số điện thoại qua, số điện thoại này không xài số cũ nữa, nhớ lưu giùm cô nha. Các bạn kêu dài dài để đó em lưu, trong khi đó các bạn đang nấu cơm, ồ đang rửa cá rồi khí thế luôn, xong rồi các bạn rửa xong con cá đó các bạn chiên lên rồi các bạn còn nhớ tới cái việc là hồi nãy cô gọi điện cô nói các bạn lưu số của cô không à, các bạn đâu có nhớ đâu. Cho tới một ngày nào đó có điểm các bạn thấy các bạn được có 2 điểm, bây giờ phải gọi điện thoại thắc mắc các bạn bấm cho cô đâu gọi được,
À, xong rồi mới nhớ ra, à bữa cô nói cô đổi số, lục lại có được không? Làm sao được nữa? Một thời gian nó trôi qua rồi, đó cho nên là rất ít người cái trường hợp xảy ra là người ta sẽ đổi số. Vậy thì cái đó mình có thể xác định là đối tượng khách hàng tiềm năng và trung thành của mình, thì mình phải đưa ra những cái gói, mình phải đưa ra những cái chính sách nào để có thể giữ được những khách hàng đó, đồng thời khai thác tốt nhất cái hiệu quả phục vụ và cái hiệu quả về tài chính từ những khách hàng đó, chứ không phải là mình hiểu như cái cách ba nhà mạng này đó. Cho nên ba nhà mạng này thông qua một một giai đoạn rất là dài, mấy năm trời luôn đó các bạn, mấy năm trời cạnh tranh nhau cái kiểu đó, xong thằng nào cũng ngáp ngáp tới nơi luôn đó. Bởi vì không còn tiền nữa, thì lúc đó mới nhận ra thay đổi cái chiến lược của mình. Rồi một ví dụ nữa đó là gì? À, trong cái ví dụ này nè, thì chúng ta có thể kết luận lại một câu là gì? Khách hàng đến vì giá thì cũng đi vì giá, đúng không? Cạnh tranh về giá rất là quan trọng, nhưng hiện nay nếu như chúng ta chỉ chăm hăm vào giá thì rất rất dễ rơi vào cái bẫy cháy túi ở trong doanh nghiệp. Ở tương tự như vậy, Thai và OMO là hai cái thương hiệu lớn, cũng có một cái giai đoạn là hai ông này cạnh tranh nhau về giá, tức là một gói một giặt 10.000, ông kia bán 9.500, rồi ông hạ xuống 9.000, ông hạ xuống 8.500, ông hạ xuống 8.000. Trời ơi, một hồi hai ông á sát sàn luôn các bạn, cũng được. À thì lúc đó mới thay đổi chiến lược của mình, phải định vị thương hiệu, đúng không ạ? Phải xác định lại phân khúc khách hàng mục tiêu, OMO thì bán cho thằng nào, Thai thì bán cho cái đối tượng khách hàng mục tiêu nào. Mình phải xác định lại đối tượng mục tiêu, mình phải xây dựng thương hiệu, định vị trong cái đoạn thị trường đó. Tuy là cạnh tranh nhưng mình lại có những cái định vị khác nhau, đúng không? Những cái giá trị khác nhau cho khách hàng mà mình có lợi thế hơn bên kia để mà cạnh tranh, chứ không phải lúc nào mình cũng lôi cái giá cả, lôi cái việc là làm vấn đề về giá ra để mà làm, thì rõ ràng rất là dễ bị cháy túi ở trong cái quá trình kinh doanh. À, thì đó là cái vấn đề về về nói thêm một tí xíu, bán hàng tất nhiên là phải cố gắng giữ được và lôi kéo, nhưng mình phải hiểu rõ được là giữ là như thế nào, lôi kéo giữ là giữ những ai, và cái phương pháp giữ của mình hiểu giữ đó là giữ như thế nào, khai thác như thế nào, chứ không phải là bảo vệ cái thị phần thì gọi là giữ, đúng không ạ? Cái thị phần là cái lượng khách hàng mình có được, đúng không? Mình duy trì nó 30% năm nay qua năm khác, nhưng cũ thì cứ đi, mới thì cứ tới, cái đó không gọi là giữ, đúng không? Nếu mà chúng ta giữ được mà chúng ta có thêm khách hàng mới, rõ ràng thị phần phải tăng lên, chứ không thể nào giữ lúc nào cũng 30% được, đúng không? Và lôi kéo giữ giữ ở mức độ nào, khai thác ở mức độ nào, chi phí ở mức độ nào, thì phải phân loại danh sách khách hàng của chúng ta ra. Thì cái phần đó thì tới phần quản trị quan hệ khách hàng chúng ta sẽ nói nhiều hơn ha. Rồi về lịch sử nghề bán hàng thì các bạn đọc thêm ở trong giáo trình nha các bạn. Nó có ở trong đó rồi, mấy cái phần này nó không có quan trọng, cho nên là thôi mình bỏ qua để mình nói những cái vấn đề khác ha. Về vai trò của người bán hàng này, thế thì chúng ta đặt ra một cái câu hỏi là tại sao cần có người bán hàng? Tại sao cần có người bán hàng? Bởi vì là có nhiều người họ nói là một sản phẩm tốt thì tự nhiên người ta sẽ tới mua, chứ không cần phải là có người bán hàng. Và chứng minh cho cái câu nói này đó thì người ta nói là thế thì tại sao ông bà ta lại nói một cái câu là gì, hữu xạ tự nhiên hương, tức là một cái cây hoa cỏ nó thơm đó, thì ông bướm nó sẽ tự nó đến thôi, chứ mắc mớ gì phải tốn cái chi phí người bán hàng nữa. Mình có sản phẩm tốt rồi, mình quảng cáo đi, mình đi quảng bá nhiều lên cho biết cái thông tin đó, rồi họ sẽ tới họ mua hàng của chúng ta thôi, cần gì mà phải triển khai đi bán hàng tốn tốn kém. À, vậy thì các bạn nghĩ sao về cái quan điểm này ạ? Một sản phẩm tốt thì tự nhiên là người ta tới mua thôi. Đúng không ạ? Theo các bạn thì cái quan điểm đó có đúng không?
Mời Nguyễn Thị Bích Ngọc. Nguyễn Thị Bích Ngọc có đây không ạ? Dạ có ạ. Theo theo bạn Ngọc thì người ta nói là nếu như một cái sản phẩm tốt rồi đó thì tự thân sản phẩm sẽ bán được thôi chứ không cần có người bán hàng nữa. Theo em thì cái quan điểm này có đúng không? Suy nghĩ này có đúng không? Vì họ bán đôi khi là một sản phẩm cụ thể mà chính bản thân họ đang sẵn đang vì nhân viên bán hàng sẽ cung cấp cho khách hàng một lượng thông tin đáng kể về sản phẩm, mức giá và chức năng của sản phẩm ạ. Rồi cảm ơn bạn Ngọc ha, lâu lâu phải gọi tí không thôi ngủ hết trơn đúng không ạ? Đối với cái câu hỏi này thật ra là nếu như các bạn có một cái sản phẩm tốt rồi nhưng mà các bạn để nhà các bạn kiểu trời tốt, người ta tự người ta tới người ta kiếm người ta mua chứ cần gì, làm sao người ta biết được đúng không ạ? Các bạn phải có thông tin, các bạn phải rao lên đúng không, các bạn phải bán chứ, các bạn phải có cái hoạt động nào đó tương tác để mà thu hút sự chú ý của khách hàng chứ. Ở cái nhà các bạn trồng được rau nhưng mà các bạn kêu rụt rùi rau nhà mình rau sạch, rau nhà mình xịn lắm, rau nhà mình nó hỏi là coi như là không có bơm thuốc gì hết á và rất tốt cho sức khỏe, cho nên là trong vùng là chỉ có nhà mình trồng được cái loại rau này, này. Những cái nhà kia là toàn là phun xịt thuốc thôi, cho nên là sản phẩm nhà mình là tốt nhất và giá thì vẫn bằng những nhà kia thôi, cho nên người ta tự người ta tới người ta mua thôi chứ cần gì mình đi bán. Vậy thì các bạn có biết được điều đó để tới mua không ạ? À? Mình đâu biết đâu đúng không ạ? À? Cô đi mua rau, cô đâu có biết là nhà bạn là có cái rau đó đâu. Nhưng ít ra các bạn phải rao bán, phải có cái hành động rao bán hoặc là cái hành động quảng cáo. À, ví dụ như các bạn đăng lên các bạn quảng cáo, à cô biết được cái thông tin đó cô tới, tức là đang làm marketing kéo để cô tới mua nó. Còn không thì các bạn phải đẩy, các bạn phải rao bán, các bạn phải đưa ra ngõ, các bạn rao lên để cô biết cô mua. Chứ nếu như sản phẩm của các bạn tốt nhưng không có một cái hoạt động nào về marketing, về bán hàng tác động vào thì cũng ai biết tới mà mua cái sản phẩm của các bạn. Chưa kể là cái vấn đề như bạn Ngọc nói là có thể là khách hàng không có hiểu rõ về cái sản phẩm của mình, cũng biết đó là cái thứ gì, rồi cũng có người bán này cũng không 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 biết được là nó tốt nó xấu như thế nào để mà mua đúng không ạ? Trên thị trường rất là có nhiều cái sự lựa chọn như vậy. À, đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai đó là vậy thì bây giờ là em làm marketing kéo, em quảng cáo rầm rộ luôn, nhà nhà em không có gì ngoài tiền cho nên là em làm quảng cáo, em quảng cáo hoành tráng luôn, em quăng thông tin tứ tung luôn cho khách hàng biết, để khách hàng khi có nhu cầu họ biết được cái thông tin đó rồi a họ tới họ mua. Vậy thì em rõ ràng em nói với cô em không cần có người bán hàng luôn á, tại vì gì, sản phẩm của em tốt rồi, em cũng đã đi quảng cáo, em quảng cáo trên mạng, em quảng cáo trên tivi, em phát tờ rơi, em làm đủ thứ, em chắc chắn là mọi người sẽ nhận được cái thông tin đó, cho nên là em cần bán, em không cần bán, không cần phải có người bán hàng để mà thuyết phục người ta mua hàng nữa, thông tin em đưa đầy đủ rồi. Vậy thì người này nói vậy theo các bạn lại đúng hay sai đây, thử gọi người nữa nha. À, đầu tiên hay hay gọi đứa đó hả? Âu Ngọc Tuyết Trinh có có nè, trả lời đi, có thể bật mic hoặc là trả lời bằng cách là soạn vào ô trò chuyện cũng được ha. Thật ra là cô muốn ôn lại kỷ niệm xưa cho các bạn, ở lâu lâu mà các bạn hồi các bạn học phổ thông á, các bạn nhớ cái giờ dò bài không ạ? Bạn ngồi ở dưới mà giáo viên lật sổ ra chuẩn bị dò bài đó là các bạn ngồi ở dưới là tim đập rất là nhanh đúng không? Xong rồi ví dụ như là nghe cô đọc phạm một cái là những đứa họ phạm coi như là tim bắt đầu là nhảy lên tới cái cổ rồi đúng không? Và chờ cái chữ thứ hai xem thử mình có thoát được hay không. Rồi, Tuyết Trinh theo theo em thì
cái vấn đề cô vừa mới nêu đó, liệu là nó như thế nào? Là cô có sản phẩm tốt rồi, cô đi quảng cáo rầm rộ, cô cung cấp đầy đủ các cái thông tin tới cho thị trường rồi. Cho nên là khi mà họ có nhu cầu thì họ sẽ tới và họ tìm cái sản phẩm đó thôi. Tới cửa hàng là gì? Chị bán cho em cái sản phẩm của cô Trâm. Vậy là xong. Tại vì là có thông tin rồi và biết nó tốt rồi, cô quảng cáo hết rồi. Vậy thì liệu có cần người bán hàng nữa không? Chưa chính xác chỗ nào. Lấy một ví dụ được không? Một ví dụ hoặc là giải thích cho cái chưa chính xác đó như thế nào được không ạ? Ví dụ như các bạn đi thi á, cô cho các bạn một cái đề nào đó xong cô hỏi các bạn vậy thì các bạn trả lời là theo quan điểm của em thì vấn đề này đúng nhưng mà vẫn chưa chính xác, thế là các bạn được không điểm. Không ạ? Các bạn phải giải thích nha. Ví dụ như là cô hay cho thi các cái tình huống hay cái gì đó xong rồi là cô bảo các bạn là theo các bạn thì trong trường hợp này ông giám đốc này quyết định như vậy là đã hợp lý hay chưa? Giải thích. Và cô tô đen cái chữ giải thích xong cô gạch dưới cái chữ giải thích xong rồi cô bỏ trong ngoặc kép xong rồi cô làm đủ thứ luôn để các bạn chú ý tới. Xong rồi có nhiều bạn trả lời là theo em thì giám đốc làm như vậy là đúng. Rồi qua câu B. Thế là được không điểm với câu A? À, muốn tư vấn và tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm ha. Cần có người bán hàng để đẩy mạnh doanh thu. Rồi. Ok, như vậy thì thật ra là chúng ta vẫn cần người bán hàng. Đúng không ạ? Cô sẽ kể cho bạn một cái ví dụ để các bạn có thể hình dung ra vì sao chúng ta vẫn cần người bán hàng, và người bán hàng rất quan trọng luôn á các bạn. Ví dụ như là các bạn xem quảng cáo trên TV á. Đúng không? Các bạn thấy là người ta đang quảng cáo một cái sản phẩm gì đó, cô lấy ví dụ như là bây giờ cô đang thấy là người ta nghỉ dịch ở nhà cho nên là những cái máy móc điện gia dụng để mà làm bánh hoặc là mấy cái nồi niếc để nấu ở nhà đó các bạn, như là cô thấy ngày nào cũng quảng cáo hết á, cô mở máy tính mở điện thoại ra cái là toàn là quảng cáo những cái thứ đó. Ví dụ như là các bạn định đi mua một cái bếp, một cái lò nướng đi nha, để về các bạn làm bánh mì. Người dịch dịch sợ là người ta không bán bánh mì bởi vì bánh mì không phải là thực phẩm thiết yếu ấy đúng không ạ? À? Thì các bạn sẽ đi mua một cái lò nướng bánh mì, ok, và các bạn coi quảng cáo. Ủa, các bạn thấy trời, nó quảng cáo cái lò nướng giả sử cái thương hiệu ABC nào đó mà các bạn thích vô cùng luôn, mà các bạn tâm đắc mà các bạn dễ sợ lắm, và các bạn nhủ trong lòng là gì, mình là mình thích cái này lắm rồi, mình tìm hiểu kỹ lắm rồi và mình mê mẩn nó rồi, và cuối tháng này mình sau khi mà mình lãnh lương á thì mình sẽ ra ngoài điện máy mình mua ngay cái máy này về, không có suy nghĩ gì nữa hết. Và cái ngày lãnh lương cũng đến mà các bạn cầm tiền trong tay các bạn đi ra trung tâm điện máy để mà các bạn mua, và sau khi các bạn bước bước vào trung tâm điện máy các bạn thấy tìm và thấy ngay cái máy mà mình định mua. Sau đó các bạn thấy nó, các bạn lại nhìn qua hai bên, các bạn thấy rất nhiều các máy khác, thậm chí là có cái máy nào đó của thương hiệu đó luôn và nhìn cũng hơi giống nhau, chỉ khác một tí xíu ở cái màu và một cái chữ gì đó trên máy. Và cái máy các bạn định mua thì giá nó 3 triệu, còn cái máy bên cạnh thì nó 3 triệu rưỡi, và cái máy bên cạnh nữa thì nó lại 4 triệu. Đúng không ạ? Và các bạn bắt đầu ngờ ngợ, các bạn bắt đầu không biết chuyện gì xảy ra, và cái việc là cái quyết định của các bạn sẽ bị lung lay. Từ nhà là mình kêu mình ra mình mua liền về liền, nhưng mà ra tự dưng thấy đứng sàn sàn rồi đứng, ủa sao hai này khác nhau kỳ ta, ủa sao này mắc hơn biết có tốt hơn gì không. Xong rồi các bạn bắt đầu tự tìm hiểu á, bạn đọc ở trên máy rồi các bạn đọc thấy ủa nó có cái mã khác nhau, cái đuôi ví dụ như là cái đuôi là cái mã của cái máy đó là N310, bên kia là M310, nó chênh lệch nhau 500.000. Thấy đau đầu không, cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa chứ. À, và đứng phân vân ở đó
Thì có một cái đứa bán hàng nó tới, nó hỏi chị ơi chị cần mua lò nướng hả chị? Kêu ơ chị đang định mua lò nướng mà không biết là mua loại nào đó, chị thấy có nhiều loại khác nhau quá. À vậy thì em giới thiệu cho chị một tí xíu về cái lò bên em được không chị? Ok luôn, tại mình đang phân vân mà đúng không, mà mình cần tìm thông tin mà. Và em giới thiệu cho chị cái lò bên em không phải là cái thương hiệu ABC mà chị tìm, mà là cái thương hiệu XYZ, nhưng mà em giới thiệu cực kỳ là tỉ mẩn. Và em giới thiệu cho chị là vì sao mà cái lò bên em nó lại tốt, vì sao cái lò bên em lại được nhiều người ưa chuộng. Gần đây là cái doanh số của máy này rất là cao, bởi vì nó sử dụng kỹ thuật này, sử dụng kỹ thuật kia, vân vân. Và các bạn thấy là ồ hay ghê nha, có khi là nó còn ngon lành hơn cái máy kia chứ. Rồi cuối cùng kết quả của các bạn làm gì? Không phải là mua cái ABC nữa, mà là các bạn hốt cái XYZ về nhà. Các bạn nào gặp phải cái tình huống này chưa ạ? Đúng không? Rồi, một cái tình huống khác là các bạn đã sử dụng cái sản phẩm này rồi chứ không phải chưa đâu nha. Và các bạn hết rồi, các bạn đi ra các bạn mua cái khác, nhưng các bạn vẫn bị người bán hàng tác động. À, ví dụ chị lấy cho em cái sữa rửa mặt A này em hết rồi. Ê, bên chị mới về cái này hay lắm này, cái sữa rửa mặt này họ tốt hơn cái A nhiều, nó dạy dạy kia kia rồi. Hốt cái A phải hoặc cái B về. Có đúng không ạ? Tức là cái người bán hàng trực tiếp rất quan trọng trong cái việc tác động và cái quyết định mua cuối cùng của khách hàng, mặc dù các bạn đã chuẩn bị sẵn cái quyết định nó trong đầu ra để các bạn mua, nhưng cái người bán hàng trực tiếp họ vẫn có thể thay đổi cái quyết định đó của các bạn trong tích tắc thôi. Đó, như vậy thì các bạn thấy được cái vai trò của người bán hàng nó quan trọng như thế nào chưa? Chưa kể là Thu Hòa nói rất là đúng này, tức là người bán hàng á còn phải đẩy mạnh với doanh, cho nên các bạn thấy là cái vấn đề này liên quan tới việc là chúng ta quản lý nhân viên bán hàng này. Nhưng mà nói ở đây luôn, đó là các bạn thấy là nếu nhân viên sale bán hàng ở ngoài thị trường thì họ có trách nhiệm làm gì ạ? Họ có trách nhiệm đi tìm khách hàng và tìm doanh số về cho công ty. Cho nên cái chỉ tiêu mà đầu tiên mình phải nghĩ tới khi mà đánh giá lực lượng bán hàng trên thị trường, đó là doanh số, về là đó là chỉ tiêu về doanh số. Bởi vì họ là cái người chịu trách nhiệm đi tìm khách hàng cho mình và tạo ra cái doanh số. À, nhưng mà bây giờ các bạn bảo là nhưng mà em bây giờ em đâu có đi thị trường cô, em bán hàng tại cửa hàng mà, cho nên là có khách hàng tới thì em mới bán được, chứ không lẽ em ra đường em quẩy người ta vô, ô vô đây vô đây vô đây, đâu có được đúng không? Cho nên là có người tới thì em mới bán được, chứ làm sao áp doanh số, vẫn áp doanh số đúng không ạ? Bởi vì người bán hàng có cái trách nhiệm là dẫn dắt khách hàng đi tới quyết định mua hàng. Các bạn đi vô một cửa hàng mà nhân viên bán hàng ngồi ôm điện thoại bấm, hỏi gì cũng à, dạ, hoặc là họ mặt nhăn mày nhó bởi vì đang gì, các bạn đang coi bộ phim rất là hay, các khách hàng họ không có mua, và nhiều lúc họ thắc mắc mà trả lời hoặc là giải đáp cho họ không có thỏa đáng thì họ cũng không có mua ở chỗ các bạn đâu, đúng không? Cho nên là cái việc mà chúng ta áp cái doanh số cho nhân viên bán hàng, thậm chí là ở tại các cái điểm bán trực tiếp, họ không đi tìm khách hàng, đợi khách hàng tới mua thôi, nhưng mà cái vai trò của họ trong việc góp phần vào doanh thu rất là lớn. À, cho nên chúng ta vẫn phải áp doanh số ngoài cái lương cứng. À, tới cái phần mà quản lý lực lượng bán hàng á, thì chúng ta sẽ nói, nhưng mà đây nói luôn à, một tí xíu như vậy nha. Rồi tiếp tục ha. Như vậy thì các bạn cũng đã biết được cái lý do là vì sao cần có người bán hàng rồi đúng không? Thiết kế sản phẩm tốt chưa, bán được sản phẩm, người bán hàng là người bán sản phẩm. Rồi quảng cáo và khuyết trương thì nó có tác dụng là hỗ trợ cho việc bán hàng đúng không? Thu hút và kéo khách hàng tới, nhưng không thể thay thế được cho việc bán hàng, và vai trò của người bán hàng rất là quan trọng. Rồi vậy thì cái vai trò tiếp theo nó là cái chức năng cũng như cái nhiệm vụ của người bán hàng, đó là chúng ta phải rút ngắn cái khoảng cách giữa người bán và người mua. Và cái khoảng cách này đúng ra là phải để trong mặt kép đó các bạn, cái khoảng cách. Và cái khoảng cách này là gì ạ? Để mà mua được cái sản phẩm thì khách hàng phải cân bằng được cái giá cả và cái lợi ích sản phẩm dịch vụ mang lại, và chính cái người bán làm được cái điều này. Ví dụ như là trong cái ví dụ của Sizzler đi mua nhà chẳng hạn, thì cái bà vợ đóng vai là người đi mua nhà, nhưng mà lật ngược lại thành cái người bán thì bà cũng đang làm cái gì ạ? Rút ngắn khoảng cách giữa giữa người 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 bán và người mua, hay rút ngắn khoảng cách giữa cái sản phẩm dịch vụ và giá cả này, làm nó cân bằng để mà người mua người ta đi tới quyết định mua hàng. À, giúp doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường nè,
Rồi, lợi thế cạnh tranh nhờ lực lượng bán hàng thuyết phục lôi kéo và duy trì lòng trung thành khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty. Đó, các bạn thấy không ạ? À? Như ví dụ hai ví dụ hồi nãy cô nêu ra cho các bạn đó, họ đang lôi kéo này, đúng không? Người ta đang đi mua cái ABC, mình lôi họ về thuyết phục. À, rồi là sử dụng những cái nghệ thuật ở trong bán hàng để mà thuyết phục khách hàng. Có đúng không ạ? À, rồi. Vậy thì cái người bán hàng á là người bán sản phẩm, nhưng ở một cái góc nhìn nào đó chúng ta thấy họ chính là người đại diện cho công ty luôn đó. À, bởi vì họ là người đại diện cho công ty. Bởi vì sao ạ? Các bạn mua một cái sản phẩm, các bạn đâu có đi tới trực tiếp các bạn công ty các bạn mua đâu, thậm chí các bạn không biết cái người sản xuất ra là ai, không biết ông giám đốc đó hoặc là cái người làm ra sản phẩm đó là ai cả. Các bạn chỉ biết là các bạn mua cái sản phẩm này từ cái người này thôi, và cái người này sẽ là chịu trách nhiệm thực hiện những cái giao dịch, trao đổi những cái thông tin, rồi là thay mặt cho công ty thực hiện các cái dịch vụ về sau bán hàng hoặc là trong quá trình bán hàng cho khách hàng, chứ công ty không có đứng ra. Ví dụ như cô là người không liên quan gì tới công ty hết á, nhưng mà cô bán hàng cho một cái công ty nào đó, các bạn tới chỗ cô các bạn mua thì cô sẽ làm tất tần tật những cái thứ mà dịch vụ mà công ty đưa lại cho cô cho các bạn, và các bạn chỉ biết là các bạn mua sử dụng dịch vụ ở chỗ cô thôi, và lỡ có chuyện gì xảy ra thì các bạn sẽ bắt đền cô nè, đúng không? Và cô sẽ là người chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề cho các bạn, hoặc là đại liên hệ với công ty để mà có cái giải pháp để giải quyết cho các bạn. Rồi người bán hàng cũng là người đại diện cho công ty nữa, cho khách hàng nữa, tại vì họ giống như là cái khúc giữa và cái cầu nối giữa công ty và khách hàng. Hai người này không gặp trực tiếp với nhau cho nên là họ đại diện cho hai bên. À, nói qua nói lại, nói qua nói lại. Ví dụ đại diện cho khách hàng gì, góp ý này, khiếu nại này, đánh giá này, rồi là nêu ra cái nhu cầu để mà công ty đáp ứng này, vân vân. Đó là đại diện cho khách hàng để nói lên tiếng nói của mình để công ty có thể đáp ứng được và giải quyết được những cái vấn đề đó, và người bán hàng có thể tạo ra hoặc giải quyết các rắc rối cho công ty bởi vì họ thay mặt công ty đại và tiếp xúc với khách hàng. À, rất là quan trọng ha. À, về vai trò của người bán hàng ở trong marketing mix thì chúng ta sẽ thấy marketing mix chúng ta có 4 cái P, đúng không? Vậy thì cái vai trò của người bán hàng nên được công nhận khi mà chúng ta xây dựng hoặc điều chỉnh cái chiến lược marketing mix này, tức là tham gia vào các quyết định về chất lượng mẫu mã sản phẩm. À, bởi vì hôm bữa cô nói với các bạn là gì, bộ phận marketing tạo ra một cái sản phẩm nhưng chưa chắc cái sản phẩm đó đã đúng ý với người tiêu dùng, bởi vì trong cái quá trình mà họ đi khảo sát thì đã có độ lệch về thông tin rồi, đúng không ạ? Rồi trong cái quá trình từ cái lúc người ta khảo sát tới lúc người ta tạo ra một cái sản phẩm tới lúc bán ở trên thị trường thì cái thị hiếu của người tiêu dùng cũng đã thay đổi rồi, cho nên cái lúc sản phẩm nó đưa ra bán có thể nó còn không phù hợp nữa, không còn phù hợp ở một góc độ nào đó. Thì cái người bán là cái người người ta sẽ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, và người ta nắm được những cái thông tin, nắm được những cái tâm tư nguyện vọng này một cách nhanh nhất để mà người ta phản hồi lại, đúng không ạ? Rồi tham gia vào việc điều chỉnh giá hoặc là định giá sản phẩm hay là dịch vụ. Cái vấn đề về giá này thông thường thì tùy theo những cái cơ chế của công ty mà nó có thể thuộc về phòng kế toán, nó có thể thuộc về phòng marketing, vân vân. À, chứ xe ông đi bán ngoài đường lúc có giá rồi thì ông đi bán cho tôi thôi, chứ có việc gì đâu mà anh phải như vậy. Thì các bạn thấy là cái vai trò của cái người sale này khi mà tham gia vào cái vai trò của người sale này khi mà tham gia vào cái việc đánh giá hoặc là điều chỉnh giá cả sản phẩm dịch vụ rất là quan trọng, bởi vì khách hàng á, người ta rất là quan tâm về giá, và đặc biệt là các bạn biết là cái giá mà trong trong bán lẻ, trong 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 bán buôn á, tức là giá mà các bạn phải đi bán cho các cái điểm outlet, nó rất là nhạy cảm, bởi vì các cái điểm outlet đó thì họ luôn luôn muốn bán được nhiều hàng, đúng không ạ? Và khách hàng thì sẽ thích những cái sản phẩm nào mà giá nó thấp hơn,
Và những cái điểm outlet đó họ cũng sẽ thích chọn những cái thương hiệu, những cái công ty nào mà bán cái sản phẩm với cái chính sách ưu đãi về giá cả, những cái chiết khấu cho họ để mà họ có được nhiều cái lợi nhuận hơn, thì họ sẽ thích công ty đó hơn. À, thì các bạn biết là ở gần đây một công ty lớn, cũng chứ không phải là một công ty nhỏ, nó đã xảy ra cái vấn đề thế này, là công ty Vinamilk. Thì các bạn biết là công ty Vinamilk bây giờ họ đang thực hiện một cái chiến lược, đó là cạnh tranh trên mọi mặt trận ha, trong cái ngành đó là giải khát nước uống, nước uống từ sữa và từ nước trái cây. Đó. Thì các bạn thấy là Vinamilk là một cái thương hiệu mà khi nhắc tới Vinamilk thì người ta luôn luôn nghĩ về sữa. Đó là cái nhóm sản phẩm chính mà họ đang kinh doanh. Tuy nhiên là các cái công ty sau này á ra cạnh tranh á, và các cái sản phẩm, các cái thương hiệu mà nhập vào đó, thì họ lại có cái xu hướng là làm ra nước trái cây. Nước trái cây, nước 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 trái cây đóng hộp, hoặc là đóng vào những cái hộp nhỏ nhỏ như thế này để cho các bạn uống á. Và cái xu hướng của người tiêu dùng cũng là gì? Cũng là thích uống các cái sản phẩm nước ép, bởi vì là các bạn thấy ô nước ép thì tốt cho sức khỏe, nước ép thì có thể giảm cân, nước ép thì có thể chống lại các cái bệnh khác, bởi vì tăng sức đề kháng vân vân, nên các bạn thích uống. Đó là thị hiếu của người tiêu dùng, cho nên là Vinamilk thấy cái mảng thị trường này rất là màu mỡ này, cho nên là các bạn biết là họ đánh vào, tức là họ thay đổi cái chiến lược sản phẩm, mở rộng cái danh mục sản phẩm qua cái nhóm nước trái cây nữa. Nhưng thực ra các bạn biết là ở mỗi một cái thương hiệu, ở trong cái thị trường mục tiêu, người ta sẽ có thế mạnh và cái hình ảnh nhãn hiệu ở một cái sản phẩm nào đó, nó ở trong tâm trí khách hàng. Ví dụ như họ nói tới Vinamilk là người ta nghĩ tới sữa, đúng không ạ? Còn nói nước trái cây thì họ nghĩ tới những cái thứ khác, những cái thương hiệu khác, và những cái thương hiệu khác đó thì họ đã xây dựng cái hình ảnh của mình ở cái nhãn hàng nước trái cây nó rất là lâu, từ lâu tới giờ rồi, cho nên là họ có thể định giá cao nhưng người tiêu dùng vẫn mua. Nhưng Vinamilk thì sao ạ? Họ đang là người ra sau và họ đánh một cái chiến lược là giá thấp hơn so với đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên là gần đây, năm ngoái, cách đây 2 năm, thì Vinamilk thay đổi giám đốc marketing. Thì khi giám đốc marketing tâm mới về đó, ổng ngay lập tức ổng làm một điều là gì? Tăng giá sản phẩm của cái nhóm sản phẩm là nước trái cây lên. Và các bạn biết điều này xảy ra, điều này diễn ra là gì? Nhân viên sale người ta mất thị phần rất nhiều bởi vì cái việc tăng giá này. Và người ta không có tiếng nói nào trong việc góp ý hoặc là điều chỉnh giá cả. Và cái việc tăng giá này là do giám đốc marketing quyết định. Thì các bạn thấy, bởi vì sao? Khi mà cô dạy hệ vừa làm vừa học đó, thì rất là nhiều các anh chị hiện tại là làm sale, làm sức, thậm chí là ASM cho Vinamilk tại thị trường thành phố Đà Lạt đi học. Thì cũng trình bày với cô là bây giờ tụi em cực ghê lắm cô, bởi vì các bạn biết là đi học hệ tài chính thì đi học khoảng cỡ 5 giờ rưỡi chiều á, mà chẳng thấy đi học gì cả, rồi nó là 6 giờ rưỡi 7 giờ mới bắt đầu tất tả chạy tới, mặt kêu là mặt hốc hác. Tại sao là bây giờ là bên công ty em là rối quá, bởi vì cái vấn đề nó là xảy ra như vậy, mà bên tụi em á, thì bây giờ báo lên là bây giờ mất thị trường, mất thị phần bởi vì tăng giá, nhưng mà họ vẫn cứ áp cái chính sách giá mới tới xuống thì tụi em không thể giải quyết được. Thì các bạn thấy là nếu như không cho sale tham gia vào, không tiếp thu ý kiến của sale ở trong cái việc điều chỉnh giá này, thì cũng không thích hợp với cái thị trường, rất có thể là dẫn tới việc mất cái thị trường ha. Rồi đối với cái vai trò tiếp theo ở trong cái place, thì sale chính là cái người chuyển tải hàng hóa từ nhà sản xuất đến người sử dụng cuối cùng. Và là mối liên hệ giữa các điểm trên kênh phân phối. Thế thì rõ ràng khi mà chúng ta tổ chức một cái mạng lưới phân phối thì cái logistics là một phần, tức là cái vấn đề về chuyển tải hàng hóa, vận chuyển kho bãi, xếp đặt hàng hóa ở các cái điểm đầu mối là cái phần logistics rồi. Nhưng mà nếu như không có nhân viên sale hỗ trợ, đặc biệt là trong cái giai đoạn cuối cùng của logistics, khi mà hàng hóa đã tới cái địa phương cần bán, thì cái người bán hàng sẽ là cái người đi tìm khách hàng, chuyển tải những cái hàng hóa tới các cái điểm bán ở trên thị trường để bán được cho người tiêu dùng cuối cùng. Và cuối cùng thì ở trong cái phối thức promotion
thì cái sale này người ta cũng phải chịu cái trách nhiệm đó là truyền đạt những cái thông tin dịch vụ tới khách hàng mục tiêu hoặc là thực hiện cái tiến trình marketing trực tiếp, tức là vừa bán hàng vừa thực hiện cái tiến trình marketing thông tin tới cho khách hàng hoặc là giải quyết những cái vấn đề đối với khách hàng. Thì các bạn biết là cái promotion đó, khi các bạn học về quảng cáo, các bạn học về truyền thông marketing PR vân vân thì nó có tác dụng xây dựng thương hiệu, cung cấp thông tin về sản phẩm dịch vụ tới khách hàng. Tuy nhiên nó chỉ mang tính một chiều thôi, tức là tôi nghe vậy thì tôi biết vậy thôi, còn tôi phản hồi hay tôi hỏi lại cái vấn đề tôi không hiểu á thì đâu có hỏi được. Cho nên cái người bán hàng này họ góp phần vào trong cái việc là truyền tải thông tin hai chiều. Bây giờ thấy quảng cáo vậy nhưng mà không hiểu rõ lắm hỏi thì nhân viên bán hàng có thể trả lời được hoặc là giải quyết những cái thắc mắc cho cho khách hàng của mình khi mà chúng ta thực hiện bán hàng. Thì đó chính là cái vai trò của người bán hàng ở trong phối thức marketing mix, và là chúng ta cũng thấy được cái vai trò rất là quan trọng của người bán hàng ở cái trong cái logistics và cái chu kỳ bán hàng của một cái doanh nghiệp ha. Rồi chúng ta sẽ nghỉ giải lao tại chỗ một tí xíu, khoảng cỡ 10 phút ha. 10 phút bây giờ là 2 giờ 27 phút thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao tại chỗ khoảng cỡ 10 phút rồi chúng ta quay lại một tí ha. Chứ không thôi là nói tiếp thì cô cũng không không các bạn cũng sẽ không có tập trung được đâu. Cho nên là chúng ta nghỉ một chút xíu, và trong khi mà chúng ta nghỉ giải lao á tại chỗ đó thì các bạn hãy suy nghĩ xem thử là nghề bán hàng là một nghề như thế nào. Tức là các bạn có thích không? Có thích cái nghề bán hàng này không? Và các bạn suy nghĩ như thế nào về cái nghề này? Sau khi giải lao vào thì chúng ta sẽ trao đổi về cái vấn đề này ha. Rồi các bạn nghỉ tại chỗ 10 phút nha.